niềm đau trong hơn 15 năm ca hát của Nguyễn Ngọc Anh. Trong sự nghiệp hơn 15 năm ca hát, đó vẫn là niềm nhức nhối trong tim, là nỗi đau mà Nguyễn Ngọc Anh không thể nào quên. Năm 2005, khi đang là giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Nguyễn Ngọc Anh tham gia cuộc thi Sao Mai 2005 và mang đến rất nhiều bất ngờ với một giọng hát kỹ thuật và vô cùng tinh tế. Dấu ấn cô gái trẻ để lại càng đậm nét hơn trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn sau đó một năm. Và đây chính là điểm bắt đầu cho một ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh được nhiều người yêu mến. Trong ngày xưa Chiêu Phết phát sóng tối mùng 10 tháng 9, Nguyễn Ngọc Anh đã dùng nhiều thời gian để chia sẻ về hai cuộc thi quan trọng với sự nghiệp âm nhạc của mình, đó là Sao Mai và Sao Mai Điểm Hẹn. Ở Sao Mai, mọi người không có cơ hội làm việc nhiều với nhau, nhưng ở Sao Mai Điểm Hẹn thì nhiều lắm. Nguyễn Ngọc Anh tâm sự, với cuộc thi Sao Mai, tôi đã rất dày dặn kinh nghiệm vì đánh đông, đánh tây nhiều rồi, và giọng hát của mình cũng được khán giả công nhận. Nhưng đến Sao Mai Điểm Hẹn, thì đó là quá trình làm việc theo nhóm, phải có kỹ năng biểu diễn, giao lưu với khán giả, chứ không phải hát hay là được. Mỗi lần chuẩn bị ra sân khấu không phải là thi, đó là trình diễn. Hồi ấy đơn giản lắm, chỉ ăn mặc đẹp, có cả ekip lo cho mình. Đến khi bước ra sân khấu thì vỡ òa vì khán giả đổ dồn sự chú ý vào mình. Có những người còn đứng riêng một góc để xem tôi có xinh được giống như trên sân khấu không, nữ ca sĩ nhớ lại. Người mà tôi nhớ nhất trong lớp học Sao Mai Điểm Hẹn là anh Khoa. Ngày nào cậu ấy đến cũng phải lộn 5-6 vòng tròn trên sân tập, cảm giác được sống trong một gia đình là có thật. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Anh cũng tiết lộ một kỷ niệm được cô coi là nỗi đau của thời thanh niên và cho đến giờ, sau hơn 15 năm ca hát cũng không thể quên được. Có một đêm thảm họa của tôi ở Sao Mai Điểm Hẹn, giọng ca thế giới tuyệt vời cho hay. Đó là show diễn tôi hát, Giọt Sương và Chiếc Lá phong cách gốc. Không hiểu sao, một bài hát không quá khó như vậy mà tôi lại hát như bị điên trên sân khấu. Nó thật kinh khủng, không muốn nghe lại nữa. Mọi người mà xem điệu nhảy của tôi ở đêm đó thì cười không ngớt. Màn trình diễn ấy là niềm nhức nhối trong tim, là nỗi đau của thời thanh niên. Đêm đấy có bao nhiêu thí sinh thì tôi có điểm thấp nhất. Bao nhiêu năm sau nghe lại mà tôi vẫn muốn hát cho bằng được bài hát ấy. Nguyễn Ngọc Anh cho biết, cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn cũng giúp cô được khán giả biết tới nhiều hơn, thậm chí còn rất đắt sâu. Khi đạt giải Họa Mi Vàng vào năm 8 tuổi, thì tôi được đi biểu diễn ở nhiều nơi, cũng có tiền, lần được cho 5.000 hoặc 10.000, rồi về đưa cho mẹ. Mẹ bảo cất đi mua vàng, rồi sau lấy chồng mẹ cho, nhưng sau này lập gia đình cũng không thấy mẹ cho gì. Nguyễn Ngọc Anh vui vẻ nói, đến Sao Mai, cát xê khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Hồi ấy không có quản lý, mình tự thấy rằng số đó cũng là nhiều. Tới thời Sao Mai Điểm Hẹn, cát xê cũng gấp 5 lần vậy rồi. Ngày ấy tôi đắt sâu lắm, chạy vòng quanh Hà Nội, có ngày chạy tận 10 sâu. Tôi yêu những ngày tháng ấy vì người ta yêu quý mình bằng cả tấm lòng và sự chân thành nhất. Dù sân khấu đẹp lộng lẫy hay về nhà mình có xòe xòa thì fan club vẫn luôn ở bên cạnh. Sau Sao Mai Điểm Hẹn, một may mắn khác đến với sự nghiệp của Nguyễn Ngọc Anh chính là cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Đỗ Bảo. Năm 2006, album Vol 1 Thế Giới Tuyệt Vời ra đời với sự kết hợp tuyệt vời của cô và nhạc sĩ Đỗ Bảo. Đây cũng là dấu mốc bắt đầu cho sự gắn bó lâu dài trong âm nhạc giữa hai người nghệ sĩ này. Để từ đó, chân dung âm nhạc của Ngọc Anh hiện lên rõ nét, đến gần với công chúng hơn. Một Ngọc Anh với giọng hát nội lực tinh tế, nữ tính, trữ tình, lãng mạn. Ngày đấy tôi rất ngớ ngẩn, tôi đến gặp anh Đỗ Bảo rồi nói, em thi xong rồi, anh dành thời gian làm đĩa cho em nhé. Hồi đấy anh Bảo hiền lắm nên nói ừ luôn. Phải nói thực sự hồi đấy tôi may mắn khi một cô gái nhà quê chân ướt chân ráo vào nghề đề nghị hợp tác với một nhạc sĩ tài năng và nổi tiếng thì anh ấy lại gật đầu. Giờ hơi là cô ca sĩ Ngọc Anh hồi ấy vừa làm đĩa vừa lấy chồng rồi mang bầu, bao nhiêu khó khăn đổ dồn lên vai nhà sản xuất. Mối quan hệ với Đỗ Bảo không chỉ là vì tài năng mà quan trọng là vì tình nghĩa. Tôi gặp được một nhạc sĩ rất tốt, Nguyễn Ngọc Anh cho hay.